Kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới thì chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chu Ngọc Anh mà người dân Việt Nam gọi cho một cái tên rất là thân thương đó là Chu Hòa Thân, bởi vì ông này có khuôn mặt và rất giống với Hòa Thân, một nhân vật trong phim Tàu ở bên Trung Quốc, và Nguyễn Thanh Long chính thức bị lên thớt. Như chúng tôi đã đưa tin từ rất nhiều tháng trước, từ trước khi Tết Nguyên Đán, thì hai nhân vật Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long sẽ là hai nhân vật làm dê tế thần cho vụ Việt Á. Và đến nay thì sự việc mới chính thức xảy ra. Covid-19 quét đến là những tai họa ngoài ý muốn, tuy nhiên thì việc xử lý của Bộ Y tế và các chức sách của các tỉnh, các thành phố là điều mà nhiều người dân Việt Nam rất là bức xúc. Dịch đến thì người dân không có tiền để duy trì cuộc sống tối thiểu ấy, vậy mà các quan chức của Cộng sản Việt Nam từ cấp bộ đến các quan chức địa phương thi nhau bắt tay với gian thương để chấn lột người dân trong lúc ngặt, lúc nghèo. Đấy là một tội ác. Và những vi phạm gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, gây thiệt hại tiền bạc, tài sản và tính mạng, tinh thần của người dân là rất lớn, gây bức xúc trong xã hội. Người dân của cả nước luôn đợi ngày những kẻ này phải nhận được những cái gì mà họ đã phải gây ra, phải đền tội. Theo báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam thì kể từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại thủ đô Hà Nội thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Thanh tra kết luận rằng Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra để cho một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng đánh giá nghiệm thu, chuyển giao quản lý, kiểm tra giám sát, thanh quyết toán, kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y. Trong truyền thông xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra để cho một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra giám sát cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Đợt kỷ luật này rất nhiều nhân vật được đưa lên thớt, tuy nhiên thì người dân chỉ quan tâm đến hai nhân vật quyền lực cao nhất trong nhóm, đó là Chu Công Công, Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngoài hai nhân vật có quyền lực trên thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Đại tá Nguyễn Tùng Linh, Đảng ủy viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chánh, Thiếu tá Lê Trường Minh, Chi ủy viên, Trưởng ban Hóa học, Phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y. Khiển trách những người gồm có Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch Thanh tra, Chánh Thanh tra Học viện, Đại tá Chu Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện, Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung, Chi bộ Viên Nghiên cứu Y học Dược Quân sự, Học viện Quân y. Khai trừ ra khỏi Đảng, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Trang bị Vật tư Học viện Quân y. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Quân sự, Học viện Quân y. Được biết, ngày 10 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Lú Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt gồm có Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng.
Triệu tập 5 nhân vật đứng đầu trong Đảng Cộng sản Việt Nam là một cuộc họp cực kỳ quan trọng và đây là mệnh lệnh mà các ban ngành không thể không thực hiện. Liên quan đến sai phạm ở Việt Á thì tới nay cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 28 bị can thuộc nhiều cơ quan khác nhau, trong đó thì có hai sĩ quan cấp đại tá và thượng tá của Học viện Quân y, hai vụ trưởng, cựu vụ trưởng của Bộ Y tế, cục phó của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra thì còn có giám đốc CDC các tỉnh như là Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang và Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Á, cùng với nhiều người có liên quan khác. Vụ án cứ mở rộng và cho đến ngày nay thì Chu Ngọc Anh, Chu Công Công và Nguyễn Thành Long đã bị réo tên. Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua tập trung điều tra sai phạm về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần Việt Á. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thiệt hại tiền tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Những nhận xét của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có dùng nhiều ngôn từ giống như là đã dùng với người tiền nhiệm của Chu Ngọc Anh, tức là ông Nguyễn Đức Chung. Vụ tiêu cực ở công ty Việt Á có vụ liên kết làm ăn giữa giới có quyền và giữa giới có tiền. Điều đáng nói là họ bất chấp sinh mạng của người dân, sự khó khăn của người dân mà phối hợp với nhau cưỡng bức dân phải xét nghiệm để bỏ túi khoản lợi nhuận khổng lồ. Việc này đã làm cho hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn đã tệ hại thì càng trở nên tệ hại và méo mó hơn rất nhiều. Ông Tổng Lú Nguyễn Phú Trọng nếu như mà không trừng trị những người này một cách thỏa đáng thì người dân sẽ không còn tin gì vào những mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Nhân dân đang chờ xem những người đã làm nên nỗi mất mát cho cả nước sẽ phải trả cái giá như thế nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong tuyên bố được đăng trên trang web của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh VinFast xây dựng nhà máy sản xuất pin và ô tô điện tại bang North Carolina ở Hoa Kỳ. Thông tin hôm 29 tháng 3 theo giờ Hoa Kỳ về việc nhà sản xuất xe điện VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở bang North Carolina trị giá 4 tỷ đô la Mỹ để tạo ra hơn 7.000 việc làm cùng hàng trăm ngàn xe điện và pin là một ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của tôi. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông tin trong tuyên bố được đăng trên trang web của Nhà Trắng hôm 29 tháng 3. Ngoài đề cập tới VinFast thì Tổng thống Biden cho biết gần đây các công ty khác như là GM, Ford, Siemens đã thông báo đầu tư vào Mỹ trở lại và tạo thêm nhiều việc làm tại đây. Những nỗ lực xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch đang khuyến khích các công ty sản xuất nhiều hơn ở Hoa Kỳ, xây dựng lại chuỗi cung ứng ở Mỹ và cuối cùng là giảm giá thành cho người dân Mỹ, ông Biden nói. Tài khoản Twitter và Facebook của ông Tổng thống Biden cũng đã chia sẻ lại tuyên bố của ông Biden. Các bài đăng đều nêu bật thông tin VinFast sẽ xây nhà máy sản xuất pin và ô tô điện ở bang Bắc Carolina với vốn đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ. Hồi cuối năm ngoái, ngày 3 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup mã VIC phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần góp 51,52% trong công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast trụ sở tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam, VinFast Việt Nam cho công ty VinFast Trading and Investment PTE LTD Limited, một công ty con của tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore, được gọi tắt là VinFast Singapore. Sau khi mà hoàn thành quá trình cấu trúc, tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore. Theo đó thì gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích 51,52% trong VinFast Việt Nam như hiện tại. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam là công ty đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 33% vốn tại Vingroup. Quan sát động thái mới nhất về chuyện đầu tư của Vingroup, một số chuyên gia kinh tế và luật nhận định rằng việc mở công ty ở Singapore đặt nhà máy tại Mỹ đã giúp cho tập đoàn phần nào tránh được mức thuế cao và rủi ro tiềm tàng về mặt pháp lý chính trị ở Việt Nam.
Ví dụ như Trịnh Văn Quyết là một ví dụ mới nhất để cho ông Phạm Nhật Vượng cần phải lo lắng. Chẳng hạn như có chuyện đó thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam muốn tịch thu tài sản của VinFast, thì trong trường hợp này VinFast có thể tránh được biện pháp của chính phủ hoặc tránh được những phán quyết của tòa án ở xứ Cộng sản Việt Nam. Đây có thể nói là một sự bảo vệ tài sản của VinFast khá khôn ngoan. Tuy nhiên thì vấn đề trên cho thấy dường như là chuyện chuyển giá transfer pricing doanh nghiệp giờ không còn là việc của riêng các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại xứ Cộng sản Việt Nam. Hiểu theo nghĩa rộng, chuyển giá doanh nghiệp là việc tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp bằng cách tối giản hóa nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Theo thông lệ quốc tế thì chuyển giá được hiểu là việc thực hiện chính sách pricing policy đối với hàng hóa, dịch vụ và giữa các thành viên trong cùng một nhóm hoặc là một tập đoàn qua biên giới không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp vào ngân sách của nhà nước và nhận đầu tư trên toàn cầu. Để làm được điều này thì công ty đa quốc gia phải vận dụng những khác biệt trong chính sách ưu đãi về thuế, chênh lệch thuế suất giữa các quốc gia để xây dựng chính sách về giá giao dịch trong nội bộ nhóm hoặc là tập đoàn. Thực tế thì nhóm lợi ích hoặc là tập đoàn không nhất thiết phải có tính đa quốc gia mà có thể là nhóm công ty có nhiều công ty hoạt động kinh doanh trong nước, thậm chí thì được thực hiện bởi các công ty là các chủ thể kinh tế độc lập, song chủ sở hữu của chúng lại có mối quan hệ liên kết với nhau. Như vậy, cần hiểu hành vi chuyển giá theo một nghĩa rộng hơn đó là hành vi do các chủ thể kinh doanh thực hiện bằng cách thay đổi giá trị, trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ của các bên liên kết nhằm tối thiểu hóa tổng số thuế phải nộp của các đối tác liên kết. Với trường hợp của Phạm Nhật Vượng, rất có thể lý do chính của ông ấy là nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm tàng về mặt pháp lý cả về chính trị ở xứ Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh Ukraine, Mỹ nói rằng các cố vấn đã không cung cấp thông tin trung thực cho ông Putin. Tổng thống Nga Putin đã không được các cố vấn cung cấp thông tin một cách trung thực. Họ đã quá sợ hãi để thông báo với ông ta về tình hình của cuộc chiến Ukraine diễn biến xấu như thế nào. Nhà Trắng tuyên bố hôm 30 tháng 3 dựa theo các thông tin tình báo quân sự. Trong khi đó, thì tình báo Anh Quốc nói rằng binh sĩ tại Ukraine đang bị suy giảm nhuệ khí và bị thiếu hụt quân trang và từ chối thực thi mệnh lệnh. Ông Putin cũng không được thông tin về sự tác động toàn diện từ các lệnh trừng phạt quốc tế lên nền kinh tế của Nga, theo Nhà Trắng. Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về đánh giá này. Người phát ngôn Nhà Trắng Kate Bedingfield cho biết rằng Mỹ đã thông tin là Putin cảm thấy quân đội của Nga cung cấp thông tin không trung thực và điều này thì đã dẫn đến căng thẳng thường trực giữa Putin và các nhà lãnh đạo quân sự. Cuộc chiến của Putin đã trở thành một sai lầm chiến lược khiến cho Nga suy yếu trong dài hạn và ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, bà Kate Bedingfield nói. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby đã gọi những đánh giá trên là không mấy dễ chịu, bởi vì một khi mà Putin không được cung cấp thông tin trung thực để dẫn đến một số nỗ lực không chắc chắn nhằm kết thúc cuộc xâm lược Ukraine thông qua hòa đàm. Mặt khác là bạn không biết một nhà lãnh đạo như vậy sẽ phản ứng như thế nào với thông tin không tốt đẹp, ông nói. Jeremy Fleming, người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh mạng của Anh Quốc GCHQ, nói rằng Nga đã đánh giá sai tình hình và bị buộc phải cân nhắc lại đáng kể tình hình. Trong một bài phát biểu hiếm hoi tại Úc vào hôm thứ Năm 31 tháng 3, ông Fleming nói rằng binh sĩ Nga vốn đang gặp rất nhiều khó khăn đã phá hủy vũ khí và cố tình bắn hạ chính máy bay của mình. Ông cho biết Tổng thống Nga Putin đã đưa ra một số lựa chọn chiến lược rõ ràng là thân với Trung Quốc khi ngày càng trở nên đối địch với Hoa Kỳ. Sir Fleming nói rằng Điện Kremlin xem Trung Quốc là một quốc gia cung cấp vũ khí công nghệ và là thị trường dầu mỏ và khí đốt tiềm năng của Nga. Ông cũng cảnh báo Trung Quốc không nên quá thân Nga theo sau vụ xâm lược và cho rằng liên minh như vậy sẽ không giúp gì cho các lợi ích lâu dài của Trung Quốc. Ông nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có quan điểm hơi khác biệt về mối quan hệ Nga-Trung. Nga hiểu rằng trong dài hạn thì Trung Quốc sẽ trở nên mạnh hơn về mặt kinh tế và quân sự. Một số lợi ích của họ sẽ xung khắc với nhau và Nga có thể không còn hưởng lợi trong sự cân bằng này.
Giám đốc GCHQ nói rằng Putin đã đánh giá thấp hậu quả kinh tế từ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Ông cũng đánh giá quá cao năng lực quân sự để đảm bảo một chiến thắng nhanh chóng. Chính quyền của các thành phố miền Bắc Ukraine nói cho đến nay thì Nga đã không dừng các cuộc tấn công mặc dù thì đã có cam kết giảm các hành động quân sự. Nga vào ngày thứ Ba 29 tháng 3 nói rằng sẽ cắt giảm các hoạt động quân sự quanh Chernihiv và thủ đô Kyiv trong nỗ lực tăng cường niềm tin lẫn nhau trong các cuộc hòa đàm. Thế nhưng thống đốc Chernihiv nói rằng các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn từ hôm 29 tháng 3 sang đến tận 30 tháng 3. Thành phố này vẫn đang bị mất điện, nước và các hệ thống sưởi ấm. Cho đến nay thì đã có 350 dân thường bị thiệt mạng tại Chernihiv. Ukraine nói không có việc Nga rút các binh sĩ quy mô lớn. Oleg Shenmotuk-Zhenky, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine, nói rằng mặc dù thì có việc di chuyển một phần binh sĩ từ các hướng Kyiv và Chernihiv, nhưng cho đến nay thì họ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ các nỗ lực chiếm giữ hoặc là ít nhất bao vây những thành phố này. Vào cuối ngày thứ Tư 30 tháng 3, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng một số binh sĩ của Nga đang rời khỏi khu vực nhà máy điện hạt nhân cũ Chernobyl vốn bị Nga chiếm giữ từ cuối tháng 2. Chernobyl là một khu vực nơi họ, binh sĩ Nga, đang bắt đầu tái bố trí lực lượng rời đi khỏi cơ sở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và sang Belarus, quan chức này nói. Chúng tôi nghĩ là họ sẽ đi và tôi không thể nói rằng tất cả họ đã rời đi, quan chức này cho biết thêm. Lực lượng quân đội của Nga đã bắt đầu chiếm lại một số khu vực đã bị Nga kiểm soát và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quốc gia của ông đang ở thời điểm bước ngoặt. Ông cũng bày tỏ sự ngờ vực về tuyên bố của Nga giảm leo thang chiến sự ở Ukraine và cho rằng đây là tiền đề cho các cuộc tấn công mới ở vùng ly khai Donbass ở miền đông Ukraine. Phát biểu trên truyền hình hôm 30 tháng 3, ông Zelensky nói rằng điều gọi là rút lui của Nga tại Kyiv là kết quả của công sức của những binh sĩ tự vệ của chúng tôi. Chúng tôi không tin ai cả và không tin vào một ngôn từ tốt đẹp nào. Ông nói, diễn biến thật sự trên chiến trường là quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ không cho ai điều gì. Ông Zelensky cũng cho biết, trong khi thì các cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga vẫn đang diễn ra, thì hiện nay chỉ có ngôn từ mà chưa có gì cụ thể. Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine có quyền yêu cầu vũ khí từ cộng đồng quốc tế, bao gồm máy bay và đạn pháo. Nền tự do phải được trang bị vũ khí cũng như là nền độc tài, ông tuyên bố. Trong diễn biến khác thì cựu ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc bà Michelle Bachelet nói rằng những cuộc tấn công bị cáo buộc mang tính bừa bãi của Nga nhằm vào các khu vực có dân thường sinh sống tại Ukraine có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNHCR tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 29 tháng 3, bà Michelle Bachelet nói rằng có những cáo buộc đáng tin cậy rằng Nga đã sử dụng rocket hay là tên lửa chùm tại một số khu vực có người dân sinh sống trong nhiều lần. Những vũ khí như vậy thì đã bị cấm theo một hiệp ước quốc tế nhưng cả Nga và Ukraine đều không tham gia. UNHCR đã kiểm chứng có 77 vụ tấn công xảy ra và một số cơ sở y tế đã bị phá hủy, bao gồm có 50 bệnh viện. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.